các bạn ở trong miền Nam thường khi lấy 5 hoặc 7 con thì các bạn rất là mừng, bởi vì các bạn chỉ nhìn thấy qua hình ảnh trên mạng, các bạn chưa nhìn thấy thực tế. Đấy, có những khách hàng là họ kể lại với tôi là họ mắc võng, họ trông đến 1-2 ngày họ phải trông, họ ăn, họ ngủ với ở cái chuồng nuôi đà điểu. Bởi vì họ rất là thấy ngộ nghĩnh, rất là thân thiện, rất là mới mẻ các bạn nhé. Đấy là một cái điều là tôi thấy là trong quá trình làm con giống đà điểu và chim bồ gáy, tôi cũng có rất nhiều những kỷ niệm với khách hàng, có rất nhiều những cái câu chuyện, đúng không? Có rất nhiều, có người thì đất không có nhưng mà lại khinh đà điểu lên trận sân thượng để nuôi. Đấy, rất buồn cười. Đến lúc nuôi nó bé thì không sao, lúc nó to thì không biết làm nào mà vận chuyển xuống được cả. Đấy, đấy là có thật. Đấy. Hoặc là có những bạn thì nuôi một vài con thì cứ thân thiện quá đến lúc là cưỡi được luôn. Và không phải là bán những cái con thuần như thế với cái đơn giá hàng chục triệu mà vài chục triệu luôn. Thì điều đó là gì? Gấp mấy lần những con khác. Thế các bạn thấy là giá trị về độ thân thiện rất là lớn. Các bạn kết nối với cái kênh chim của gái hay chính là đồng chí Thao đó. Chính là đồng chí Thao luôn. Các bạn thấy là mình có cái logo này một phần là cũng để cho các bạn biết là số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ, website, kênh chim của gái hay trên YouTube và Facebook. Địa chỉ là cổng trại đà điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn mua chim của gái và mua đà điểu nắm bắt được cái thông tin này. Đây là những thông tin chính thống luôn. Đấy, không nhầm lẫn với ai cả. Từ tài khoản Agribank đến IBIDV, Facebook, YouTube, đấy, website chimcugayhay.com là hai số điện thoại. Đấy, quan điểm là bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin và mong các bạn đăng ký để ủng hộ kênh. Đấy, đây là chim. Đấy, rất nhiều chim luôn. Nhà thì có 3 trang trại chim. Để xem nó đóng thừa thùng nào. Nhìn phiếu. Để xem nào.
đi đâu? Đây chỉ có thiếu năm định lượng của con thôi. Là đủ 3 con thì nó không có đủ của con. Đó. Chỉ có thiếu năm định thôi. Nó bảo lấy thêm mình bắt thêm là 22 nữa. Một con thì bảo là không đủ nữa thì là đủ dạ đủ 3 con. Nên số tiền là 1 triệu 200 nữa thôi. Đúng với thiếu năm định thôi mà. Là thì ok có gì đâu. Là đủ 3 con cho nó. Nên thế là hết đơn mà. Rồi.
Đơn nào thì thu tiền thì khoanh vào sổ ấy, tí để báo bộ phận văn phòng Mỹ Đình họ chủ nhợ nhắc anh. Đơn nào ghi không rõ ràng ghi lại. Đơn nào thu tiền rồi thì ghi không thu tiền luôn cho anh đỡ dối. Đóng khung
Cái này ghi là mình giả cước, ghi thao giả cước của đấy. Tiền bao nhiêu ghi luôn vào đấy, đi sau những số tiền đó. Ừ, ghi thùng 1, thùng 2 bên đấy. Ký hiệu chữ A to đùng vào đây. Ký chữ A to đùng vào đây. A1 tới đã còn A1 nữa. Hai thùng anh rồi. Ừ, xem thuyền. Điện với loan này này, lấy máy cho em điện này. Quên. Các bạn thân mến, như vậy là một buổi sáng làm việc cật lực thì mình mới đóng xong được những cái thùng hàng như thế này. Thì mong rằng các bạn ở đây là ba con này, tí nữa dành cho các bạn ở gần. Có một bạn ở Nam Định, bạn bắt xe lên bạn lấy. Đấy. Trước bạn lấy mấy con rồi, bạn thấy đẹp quá bạn dặn và bạn lấy thêm 4 con nữa, nhưng mà số lượng còn lại có 3 con. Đấy, rồi đành phải chấp nhận luôn, bởi vì là hai lần đấy thì bạn ấy cũng có một số con bạn nuôi rồi. Đó. Thực tế là con giống không có mà bán đấy, nên là các bạn yên tâm là mình làm đâu chắc đó. Các bạn biết là những con giống này trông rất là khỏe mạnh, rất là nhanh nhẹn luôn đấy, rất khỏe mạnh và rất nhanh nhẹn luôn các bạn ạ. Số điện thoại hotline tổng đài chuyên về chim cu gáy và đà điểu, các bạn có thể liên hệ cho đồng chí Thao là 0335305982, 0989177982. Các bạn có thể liên kết một vài lần, bởi vì cái sim của mình bây giờ rất là nhiều người liên kết, đâm ra là cũng phải thông cảm cho mình. Các bạn yên tâm là với cái số điện thoại 0335305982, lúc nào mình cũng sẽ dùng và sẽ kết nối với các bạn để cung cấp nguồn giống và tư vấn cho các bạn chăn nuôi. Đó là đồng chí Thao, địa chỉ thuộc cổng trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, và số tài khoản là 2210205156681 của ngân hàng Agribank chi nhánh Ba Vì, và số tài khoản thứ hai là ngân hàng BIDB là 4511000617762 chi nhánh Xuân Khanh, Sơn Tây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.